Quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền vừa có văn bản thông báo không tổ chức lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2022, mà chỉ tổ chức phần nghi lễ cúng truyền thống, tức dỗ cô, nhằm hạn chế mức thấp nhất việc tập trung đông người, hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Lễ hội Dinh Cô Long Hải được tổ chức thường niên từ mùng 10 đến 12 tháng 2 âm lịch. Đây được xem là lễ hội lớn nhất vùng biển Nam Bộ. Lễ hội hàng năm thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến cầu mong những điều an lành, may mắn cho cuộc sống. Tuy nhiên, trong hai năm 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Long Điền đã tạm ngưng tổ chức lễ hội để tránh tụ tập đông người, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách. Năm nay, dù dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhưng trước tình hình số ca nhiễm cộng đồng đang tăng cao, nên huyện tiếp tục không tổ chức lễ hội quy mô lớn, mà chỉ tổ chức phần nghi lễ cúng truyền thống giới hạn tại khu vực Dinh Cô.